Kính chào quý vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Việt, 37 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2020, Việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngân Việt Thiện, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi giới bất động sản. Thông qua nhiều mối quan hệ, Việt bịa đặt có khả năng lo liệu mọi loại giấy tờ đất đai khiến các bị hại tin tưởng để lấy được tiền từ các bị hại. Một phần tiền Việt dùng để đầu tư vào bất động sản, phần còn lại để quan hệ hỏi dò về các loại giấy tờ. Khi thấy không có khả năng chi trả hay hồi đáp lại các bị hại, Việt đã lấy tiền và lẩn trốn. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020, Việt đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền 400 triệu đồng. Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Trường, 27 tuổi và Phạm Hồ Hậu, 29 tuổi, đều trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an bắt đối tượng Nguyễn Nhật Trường đang tàng trữ một gói ma túy trên địa bàn xã Xuân Thọ. Qua điều tra mở rộng, lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Hồ Hậu tại ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ, thu giữ 5 gói ma túy có tổng trọng lượng khoảng 20 gram, một khẩu súng và 15 viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an huyện Xuân Lộc điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ Đinh Thanh Phong, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Tín, sinh năm 1985 và Trương Văn Trung, sinh năm 1994, cùng trú tại phường Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Văn Tín tại xã Cẩm Hà, lực lượng công an phát hiện Tín cùng với Trung và Phong đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 22 gói ni lông dạng tinh thể nghi là ma túy, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tăng vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét tại nơi ở của Phong tại thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, lực lượng công an thu giữ thêm 7 gói ni lông nhỏ có chứa tinh thể màu trắng. Phong khai nhận toàn bộ số ma túy trên mua của một người không rõ lai lịch ở Đà Nẵng với số tiền gần 6 triệu đồng, đem về phân chia bán lại cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Hội An để kiếm lời. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ấp 6 xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự vừa phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo hai người ngồi sau có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, người điều khiển xe máy khai nhận tên là Đặng Văn Tâm, trú tại tỉnh Đồng Tháp, làm nghề chạy xe ôm. Hai người ngồi sau là hai anh em ruột Hoàng Văn Lượng và Hoàng Quang Luận cùng trú tại tỉnh Quảng Bình. Cả hai khai nhận vào ngày 5 tháng 10 đi xe khách từ nhà đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó theo xà lan chở cát của một người tên Trường đến Campuchia để làm công nhân bơm cát. Đến ngày 12 tháng 11, cả hai về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ. Hiện tại đồn biên phòng Cầu Muống đang hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Một người phụ nữ sử dụng xe mô tô vận chuyển 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên quốc lộ 91 vừa bị công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt quả tang. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Trung Kim Phụng, trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong hai giỏ sách của Phụng có chứa 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet. Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận mua số thuốc lá lậu trên về để bán lại kiếm lời. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phụng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ. Gần 900 kg pháo nổ được cất giấu tinh vi trong các xe đầu kéo thông quan qua cửa khẩu vừa bị công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu giữ. Cứ đến dịp cuối năm là tình trạng buôn lậu mặt hàng này lại có chiều hướng gia tăng. Chiếc xe đầu kéo chở đầy hành khô, nhưng ít ai biết đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Món hàng có giá trị lớn hơn nằm bên dưới những tấm sắt lót sàn xe này. Một khoang chứa bí mật rộng 1 m, dài 6 m được tạo ra nhằm cất giấu hàng trăm hộp pháo hoa mang từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa phận xã Mai Pha, chiếc xe bị công an thành phố Lạng Sơn phát hiện. Quá trình kiểm đếm, phát hiện 458 hộp pháo hoa cùng 980 quả pháo trứng do nước ngoài sản xuất được chất đầy trong khoang chứa dưới sàn rơ móc. Cái số pháo tôi mua với giá 80.000 đồng một dàn. Tôi về tôi tiêu thụ, tôi bán cho dân. Lần trước thì tôi có một lần lấy rồi mà lần trước thì cho lọt, lần này thì tôi lấy về tiêu thụ thì là bị bắt. Đến bây giờ tôi suy nghĩ tôi rất chi là hối hận. Chỉ 30 phút sau khi phát hiện chiếc xe ô tô đầu kéo chở pháo, công an thành phố Lạng Sơn lại tiếp tục kiểm tra xe ô tô đầu kéo thứ hai tại địa phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Cũng với thủ đoạn tương tự, bên dưới sàn rơ móc là khoang bí mật cất giấu 120 dàn pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 168 kg do nước ngoài sản xuất.
Dù số lượng pháo hoa rất lớn, thế nhưng tài xế này vẫn một mực khẳng định chỉ mua về chơi Tết chứ không kinh doanh buôn bán. Mục đích là em mua về để sử dụng và cho người thân để sử dụng trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chỉ trong một đêm, cơ quan chức năng đã thu giữ được hơn 1.500 quả pháo nổ các loại. Đây là số lượng pháo lớn nhất được cất giấu tinh vi để ngang nhiên thông quan qua đường chính ngạch tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm đến nay. Với hơn 9 tạ pháo lậu, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong cái dịp cuối năm, thì lực lượng Công an thành phố chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ Công an phường xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt các cái hành vi vi phạm về pháo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về các cái hành vi vi phạm về buôn bán vận chuyển pháo nổ trên địa bàn đến các cái hộ dân để người dân biết và không tham gia vận chuyển cũng như là đốt các cái loại pháo không được nhà nước cho phép. Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm cận kề Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển buôn bán pháo lậu lại diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức mới nhằm lách sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Dù chế tài và quy định đã có, tuy nhiên vì lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi trái phép này. Để hạn chế tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng trong việc tăng cường kiểm tra xử lý, thì việc tuyên truyền giáo dục để người dân ý thức, hiểu biết hơn về những vi phạm khi vận chuyển trái phép pháo nổ cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa. Vào khoảng 23 giờ đêm qua, tại khu vực chợ Nông Lâm trên phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi. Vào thời điểm trên, tại ki ốt tạm số 35 đường Lê Văn Hiến, quận Bắc Từ Liêm đã bất ngờ xảy ra cháy. Đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan sang ki ốt lân cận số 34 và 36. Người dân phát hiện đã hô hoán dập lửa. Do nơi xảy ra cháy chủ yếu là đồ vải vóc, chăn màn, quần áo nên đám cháy bùng phát nhanh. Ngay sau khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tổ liên gia đã nhanh chóng báo động, hô hoán và xử lý. Lực lượng chữa cháy tại chỗ và công an phường đã nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy tới hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân cháy đang được thống kê và điều tra làm rõ. Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng vùng Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông, lượng mưa lên đến 500mm, gây ngập lụt một số địa phương ở vùng đồng bằng trong tỉnh. Vào khoảng 8 giờ tối qua, mưa lớn ở vùng thượng nguồn sông Hiếu, nước lũ bất ngờ lên mạnh, mỗi giờ lên khoảng 2cm, gây ngập lụt hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà, có hộ ngập từ 1 đến 1,5m. Hiện có khoảng 800 hộ dân ở 5 xã và thị trấn của huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Trong đêm qua, huyện Cam Lộ đã di rời tập trung và xen ghép khoảng hơn 500 hộ dân. Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị ngập, bị sói lở, hàng chục con gia súc của người dân bị cuốn trôi. Ngành giáo dục huyện Cam Lộ đã cho các em học sinh ở các trường bị ngập và vùng trũng được nghỉ học. Còn tại thành phố Đông Hà, hơn 200 hộ dân ở phường 4 bị ngập, một số tuyến đường ven sông và ở huyện Hải Lăng cũng bị ngập và chia cắt. Một số ngầm tràn ở huyện Đắk Rông và Hương Hóa bị ngập, gây chia cắt các thôn bản với trung tâm xã. Trong sáng nay, vẫn còn nhiều khu vực nhà dân của huyện Cam Lộ bị ngập. Sư đoàn 968 đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến giúp dân khắc phục và dọn dẹp các trường học để cho học sinh sớm được đi học trở lại. Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang của miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân, đồng thời chủ động tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Myanmar có phương án hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn và sinh hoạt cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không thật sự cần thiết không nên đến hoặc tránh đến khu vực Bang San, Bang Kayin và Bang Rakhine của Myanmar. Nếu đang ở khu vực Bang San, Bang Kayin và Bang Rakhine của Myanmar thì cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để phản ứng kịp thời. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân liên hệ theo số máy đường dây nóng bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar +959 660 888 998, Tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao +84 981 848 4, +84 965 41 1118, email bảo hộ công dân a@gmail.com.